Xin mời hội thánh đứng lên. Today to worship God, and He is kings of all days. We are the reason why we're here to worship Him. He's light of the world. He's glorious in heaven above. He's lovely and worthy. Light of the world, you step down into darkness.
close our eyes so we could pray together. Dear Lord, thank you for letting us come here to learn your words. Please let us open our eyes and our hearts so we can learn. And let the people come here safely and let God help us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Tôi xin chia sẻ những gì mà tôi đã thu thập được trong giờ trường Chủ nhật. Đây là ý kiến của quý ông bà trong giờ học trường Chủ nhật. Học để nhớ và làm theo. Tôi không nhớ hết những chủ đề trong các sách trường Chủ nhật, mà nhớ chủ đề nào thì tôi viết ra câu đó thôi. Chúng ta có bổn phận giúp đỡ mục sư, giúp đỡ anh chị em trong hội thánh, thương yêu nhau, và điều chủ yếu là nên tham gia trường Chủ nhật. Để học được điều hai lẽ thật, biết sống cho Chúa, sống cho cá nhân mình, cho hội thánh và cho mọi người xung quanh. Học
trường Chúa Nhật ích gì. Thông hiểu lời Chúa nhớ ghi trong lòng, cho luôn có sự ước mong, tình thương gắn bó trong lòng chúng ta. Giúp người lân cận gần xa, ở trong hội thánh như là anh em. Thương người như thể thương thân, nhường cơm sẻ áo ăn cần hỏi han. Những người gặp cảnh cơ hàn, chén cơm tấm áo sẵn sàng giúp cho. Cho luôn nhắc nhở dặn dò, chúng ta có Chúa, Chúa lo đủ đầy. Còn ai thiếu thốn quanh đây, tình thương rộng mở đủ đầy đừng quên. Giúp đỡ hội thánh ta nên, lời cho răng dạy còn thêm ghi làm. Tôi đến sớm học trường Chúa Nhật và cùng nhau chia sẻ tâm tư. Không trách, không giận hờn ai cả, lấy tình thương tha thứ cho nhau. Đừng chia cách sang hèn nghèo khó, vì chúng ta con của một cha. Chúa không bỏ những người cô độc, luôn ở gần nâng đỡ nhiều hơn. Người quá bụa và kẻ cô đơn, ta luôn mong cậy nhờ ơn phước, có quyền năng phép lạ diệu kỳ. Tình yêu thương trong cậy đức tin, nhưng yêu thương là điều hệ trọng, ta làm theo để Chúa vui lòng. Và xin hết. Lớp middle school và high school có ba em đã lên high school sẽ dự phần cảm tạ Chúa trong ngày Sunday of Sunday school sáng nay. Em Thái An sẽ làm chứng về những ân phước của Chúa khi các em được học lớp trường Chúa Nhật, và sau đó thì đến em Khương và các em sẽ ngợi khen Chúa bài Thy Word, và lần cuối cùng cô Minh Hằng là một giáo viên của lớp middle school sẽ làm chứng về những ân phước khi cô được dự phần dạy lời Chúa cho các em. Kính thưa hội thánh, khi đi học truyền Chúa Nhật, chúng con nhận được rất nhiều ân phước, như là hiểu được lời Chúa nhiều hơn qua kinh thánh và làm theo. Tụi con còn có thể học những câu chuyện trong kinh thánh cùng các bạn và cùng nhau thảo luận về những gì mình đã học hôm đó. Ngoài ra, cô Phượng có ghi nhận những nan đề cần cầu thay của những bạn để cô Phượng và chúng con có thể cầu nguyện cho nhau. Và Chúa đã nhậm lời chúng con rất nhiều lần. Chúng con thích nhất là được làm những bài kiểm tra. Đây là một cơ hội cho chúng con ôn lại những gì mình đã học trong 3 tháng qua. Vào lớp truyền Chúa Nhật, chúng con được thông công trò chuyện với nhau, được hát tôn vinh Chúa và được chơi những trò chơi đố kinh thánh rất là thú vị. Chúng con cảm ơn cô Phượng và cô Hằng đã có công khó dạy lời Chúa cho chúng con. Một điều chắc chắn là bởi lời Chúa, chúng con sẽ được lớn lên và trưởng thành trong đức tin. The blessings I have received in Sunday school class is I have gotten closer to God in more ways than one. Another blessing is that He has given me a new heart and a new spirit, one that praises Him. Sunday school class has given me more time to be with God and learn His words with friends. My best interests are that I have friends to share and discuss Bible lessons with, and that I learned something new about God's miracles and how to live to please Him. Also, the things that I learned that help me with life every day. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thi Thiên 119 câu 105. Thy words is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalms 119:105. Thy word is a lamp.
have lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me yet. My star forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kính thưa Hội Thánh, cách đây 2-3 tuần thì trong lớp chị Chủ nhật chị Phượng cũng có nói là Thái An, Khương và cô Minh Hằng sẽ có vài lời làm chứng về chuyện Chủ nhật trong ngày lễ chuyện Chủ nhật. Mới đầu thì tôi thấy ngại và tôi từ chối, nhưng mà chị Phượng không cho. Và lại Thái An và Khương nhận lời làm chứng mà cô Minh Hằng không dám thì cũng quê quá. Thành ra tôi xin được ít phút có đôi lời. Trước hết, tôi và Mạnh muốn nói lên lòng biết ơn rất lớn đối với cô Phượng, cô Thùy, cô Diễm, cô Kim Tài, cô Kim Tài, cô Thảo, cô Kim Lan, cô Hiện Tại và cô Hồng Thu đã hết lòng, tận tâm, thương yêu để dạy Kinh Thánh lời Chúa cho Trina Miller và Lana trong nhiều năm qua. Chúng tôi ghi nhớ ơn này và chúng tôi cũng tin chắc rằng Chúa là đấng yêu thương toàn năng, cũng đã, đang và sẽ ban phước cho mọi sự trên đời sống của các cô và trên con đường hậu việc của các cô. Chúng tôi cũng nhớ đến ông mục sư và các bạn thanh niên. Trong 1-2 năm trước đây cũng có chương trình giây phút với thiếu nhi trong hội thánh trước giờ giảng. Và sau đó thì trong 1-2 năm nay thì các bạn thanh niên cũng đã đề xướng và cũng cùng với chúng tôi để dạy thêm Kinh Thánh cho các em sau giờ snack, sau giờ ăn nhẹ của các em trong các phòng học. Chúng tôi ghi ơn và cầu nguyện cho ông mục sư cũng như là các bạn thanh niên ở nhà. Và mỗi buổi tối thì chúng tôi cũng cố gắng có giờ đọc Kinh Thánh và đọc Sống với Thánh Kinh Daily Bread và cầu nguyện với các con bằng tiếng Việt. Tuy nhiên điều đó không thể thay thế cho trường Chủ nhật, không thể thay thế cho việc học lời Chúa và mỗi sáng Chủ nhật trong nhà thờ. Chúng tôi thiết nghĩ nếu vì những lý do nào mà chúng tôi phải dạy Kinh Thánh cho các con ở nhà thay vì đến nhà thờ thì điều đó là điều cũng không dễ làm vì nhiều lý do. Và một trong những lý do đó là tuổi thanh niên cũng như các tuổi thiếu niên, thiếu nhi, các em cần được học hỏi và đặc biệt là học Kinh Thánh chung với các bạn đồng lứa tuổi. Cho nên chúng tôi rất là cảm ơn Chúa, Hội Thánh chúng ta có sĩ số học trường Chủ nhật, phải gọi là đông, trải qua các lứa tuổi. Và ở tuổi thiếu niên của lớp chị Phượng, mà các em thức khuya có thể surf internet, dạo trên mạng, mà các em vẫn dậy sớm để đến học lời Chúa.
Và các em nhìn thấy các em từ tin Chúa, đa số các em ở đây là tin Chúa từ trong bụng mẹ và lớn lên bây giờ cao hơn tôi và cô Phượng. Các em bệ tiếng, nói giọng trầm, các em nữ thì rất là diện, và trong lớp thôi thì các em nói chuyện tâm sự nghĩa là rất là vui. Nhiều khi các em nói không nghe bài nữa, nhưng mà tôi với chị Phượng thì cũng phải, có lần chúng tôi đã nói với các em là chúng tôi enjoy những cái mẩu chuyện của các em, chúng tôi không cấm các em là tuyệt đối là hoàn toàn giữ yên lặng và là một perfect participant, nhưng mà thỉnh thoảng các em nói chuyện đùa giỡn ở ngoài lề cũng chúng tôi cũng rất là vui, bởi vì đây là cái dịp để chúng tôi được biết thêm về tâm tình của các em. Chúng tôi rất là enjoy dạy các em lời Chúa. Cũng có nhiều khi thì chúng tôi cũng nói, các em nói chuyện nhiều quá và chúng tôi cũng có bực mình, và các em biết điều đó và thấy rất là thương. Cảm ơn Chúa. Đứng ở trong lớp của các em và hé cái màn nhìn ra ngoài thì thấy lớp tráng niên các anh chị cũng ngồi ở đây học lời Chúa, chúng tôi rất là cảm động và cảm ơn Chúa. Tôi chỉ xin có vài lời xin hết.